Xin chào quý vị và các bạn. Người dân Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ bắt đầu một ngày làm việc mới với cái nắng vàng ươm trải dài khắp các con phố. Tuy nắng lên từ sớm, thế nhưng cảm giác lạnh khô và hanh hao vẫn hiện diện, khiến quý vị và các bạn nếu ra ngoài trời vào khoảng thời gian này vẫn phải khoác thêm áo mỏng để giữ ấm cho cơ thể. Nhiệt độ vào lúc 5-6 giờ sáng chỉ ở ngưỡng là từ 18 cho tới 19 độ. Đến trưa chiều, khi cường độ nắng mạnh nhất thì nhiệt độ có thể chạm ngưỡng từ 28 cho tới 29 độ. Và khi nắng tắt, trời lại nhanh chóng trở lạnh. Nhiệt hạ thấp còn từ 16 đến 17 độ, vùng núi cao còn thấp hơn. Như vậy, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Vì vậy, quý vị cần lưu ý luôn luôn bổ sung rau xanh, khoáng chất cho cơ thể, uống đủ nước, tập luyện thể dục thể thao, vệ sinh mũi và họng bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Đến với mảnh đất duyên hải miền Trung, tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, do chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc khô nên thời tiết ở đây cũng phổ biến là ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 28 cho tới 30 độ. Còn tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, do vẫn chịu ảnh hưởng của dải thời tiết xấu nối với cơn bão số 6 đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, nên thời tiết vẫn có mưa rải rác trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, lượng mưa không quá lớn, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 cho tới 32 độ. Theo nhận định xa hơn, khoảng ngày mùng 9 tháng 11, cơn bão số 6 ảnh hưởng đến khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận sẽ gây ra một đợt mưa rông, gió mạnh trên diện rộng. Ngay từ bây giờ, người dân sinh sống trên khu vực cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão số 6 bằng cách thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết mới nhất, đưa tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản, gia cố chằng chống nhà cửa, đưa gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Tiếp tục với thông tin thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ban ngày tại đây vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ không biến động nhiều, cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ và từ 26 cho tới 29 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Đến thời điểm chiều tối và đêm, mưa sẽ xuất hiện ở diện vài nơi. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông mạnh hơn. Trong cơn dông, người dân sinh sống trên khu vực cần chú ý đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển, cơn bão số 6 có tên quốc tế là Nagri đang ở ngay trên khu vực giữa Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Nam, sau là hướng Tây. Mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh miền Trung của nước ta vào khoảng ngày mùng 10 tháng 11. Quý vị cần hết sức đề phòng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 có xu hướng mạnh dần lên, nên ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc của quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, sau có thể tăng lên cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Như vậy, Trung Bộ là nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước khi mưa dông vẫn tiếp diễn và có khả năng còn tăng cường hơn trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 6. Bản tin thời tiết sáng ngày 7 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 7 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, tại các tỉnh thành Bắc Bộ trong ngày hôm nay, do không khí lạnh khô từ lục địa phía Bắc được bổ sung nên thời tiết chuyển sang trạng thái lạnh và khô trong giai đoạn đầu đông. Về đêm và sáng sớm trời rét nhẹ với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ, một số nơi vùng núi cao có thể xuống dưới 15 độ. Đồng thời vào lúc này sương mù nhẹ có thể xuất hiện làm ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông. Đến khoảng sau 9 giờ sáng, sương mù tan dần và trời có nắng khô với độ ẩm vào trưa chiều xuống thấp nhất còn khoảng từ 45 đến 55% và nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt từ 26 đến 29 độ. Một số nơi vùng Tây Bắc nhiều khu vực Lai Châu và Điện Biên có thể lên mức 30 đến 31 độ. Như vậy, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn nên có khả năng ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của người dân và vật nuôi. Tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, do chịu ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp nên thời tiết tại đây cũng phổ biến ít mưa, ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Còn tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, do vẫn chịu ảnh hưởng của giải thời tiết xấu nối với cơn bão số 6 đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông nên thời tiết vẫn có mưa rải rác trong ngày hôm nay, tuy nhiên lượng mưa không quá lớn. Dự báo xa hơn, vào khoảng ngày 9 tháng 11, cơn bão số 6 có xu hướng di chuyển vào khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nên sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Ngoài mưa lớn, tại các tỉnh ven biển cần hết sức đề phòng với gió mạnh do tác động của hoàn lưu cơn bão này. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, thời tiết chủ yếu có mưa vài nơi. Riêng khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào thời điểm chiều tối và đêm. Còn ban ngày thì hầu khắp các nơi vẫn có nắng nhưng chỉ diễn ra gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ và dao động từ 26 đến 29 độ tại khu vực vùng cao Tây Nguyên. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế chung của các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ nên sáng sớm nay, tiết trời thủ đô Hà Nội có sương mù nhẹ và vì thế sẽ phần nào ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên đến trưa chiều nay thì trời phổ biến có nắng cùng với nhiệt độ tăng nhanh lên khoảng 29 đến 30 độ. Sau đó từ khoảng tối muộn đến đêm thì tiết trời chuyển rét nhẹ khi mà nhiệt độ có xu hướng giảm nhanh về khoảng 18 đến 20 độ. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài cho đến tận những ngày cuối tuần tại thủ đô. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, sương mù nhẹ cũng sẽ xuất hiện vào khoảng trước 9 giờ sáng và sau 19 giờ chiều. Bên cạnh đó, quý vị cũng lưu ý giữ ấm cơ thể. Về nhiệt độ đêm nay và sáng sớm mai có thể hạ thấp xuống ngưỡng 18 đến 20 độ. Còn ban ngày thì trời vẫn có nắng và bầu không khí có phần ấm áp hơn, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 26 đến 28 độ, thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Đến với thành phố Đà Nẵng, trong sáng nay, thành phố tiếp tục nhiều mây và có thể xuất hiện mưa rào nhẹ nên sẽ phần nào gây trở ngại cho các hoạt động giao thông của người dân. Dự báo trong khoảng trưa chiều nay cùng với mưa giảm thì nền nhiệt có thể tăng dần lên ngưỡng xấp xỉ 29 độ. Theo nhận định xa hơn, khoảng ngày mùng 9, mùng 10 tháng 11, do có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 thì mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại. Vậy nên quý vị vẫn nên lưu ý nếu có dự định du lịch đến đây trong những ngày cuối tuần này. Tại thành phố Nha Trang, mưa nhẹ cũng chỉ còn xuất hiện trong thời điểm sáng sớm nay, sau đó sẽ giảm nhanh, thời tiết ban ngày ở trạng thái ổn định hơn, với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 32 độ. Tuy nhiên, dự báo xa hơn khoảng ngày mùng 9, mùng 10 tháng 11, mưa sẽ lại xuất hiện trở lại tại thành phố này, cũng do có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6. Giải thời tiết xấu còn hoạt động nên vẫn có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh thành Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 32 đến 33 độ. Đến chiều tối thì mưa rào có thể xuất hiện bất chợt nhưng lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh. Đến với thành phố Cần Thơ, dự báo ban ngày trời có nắng gián đoạn do nhiều mây hơn và mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày. Do vậy nhiệt độ trưa chiều tại đây không vượt quá ngưỡng 31 độ. Đến thời điểm tối và đêm thì nhiệt độ giảm còn khoảng 25 đến 26 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.